What's up? Yo mấy ông. Xin chào mấy ông. Hôm nay tôi sẽ chơi. Xin chào những người hâm mộ Minecraft. Hôm nay tôi sẽ chơi Minecraft cho mấy ông coi. Ok là Daily mấy người. Tôi sẽ tạo một thế giới cho mấy ông coi. Đây là tôi chơi Minecraft trên máy tính. Mấy ông thông cảm. Tôi đặt tên là ở trận mẹ ơi. Tên là Tết. Tết đặt tên là Tết. Ok, Tết. Tôi sẽ tùy chọn cho thế giới. Tôi sẽ tùy chỉnh nó. Tôi sẽ cái đó có sẵn. Thế giới này là sao sao? Đúng rồi, Trung Quốc băng tuyết. Chọn Trung Quốc băng tuyết. Ok. Xong, giờ tôi sẽ chơi. Cái gì vậy ba? Ok. Rồi, chúng ta bắt đầu tạo nhé. Yeah. Fuck you. Phải rồi. Phá năng lượng này chứ. Ok. Có cái này. Cái đây là thế giới Minecraft. Chúng ta đem lên kỹ. Vâng, đây là Minecraft. Rồi, ủa mới giờ còn đứng cái ta. Lắc. Ok, thì tôi là tôi không mỗi skin Minecraft mà. Minecraft đó thì có thể mỗi skin này. Rồi đó tôi có cái skin mà tôi đã skin nó lâu rồi. Còn kia nó tôi không xài nữa. Giờ tay mới sơn Rồi rồi. tôi sẽ đâu nó. Nên chơi game. Game. Có. Có. Ok. Nó ghi là bạn không có quyền sử dụng con lệnh này nên là tôi sẽ công khai cho bạn Lan, khai cho bạn Lan sáng tạo và cho phép gian lận bắt đầu mở thế giới Lan. Rồi tôi đã chỉnh phần lại tất cả. Kim khoan, tôi sửa lại. Mod một. Im đi. Ok. Ô. Thôi ngôi nhà tí cờ em ạ. Subscribe mua được phát cờ. Ok, nó ao ao ra luôn. Đây kêu mà gác nó ao ra luôn. Quá ngắn rồi. Im đi mày. Chơi mà rap nó ao ra. Ok, chúng ta tiếp tục với chọn may ghép. Rồi bây giờ chơi nào. Ok, lắc quá. Vô.
Wow, gì vậy anh em? Nhà đúng đỉnh quá. Ok, ui ra cái gì vậy ba? Kêu nhà này là khá tuyệt vời. Hay mà hay ba cái nến là tuyệt vời heo. Ok, thì chúng ta sẽ đặt lên nó đặt. Không đặt vô. Fuck. Really mê ghê. Cái gì dưới đây đây nè em? Cục đất đây nè em. Ok. Nhà này à, ổn hả? Bu sư đồng độ. Nhà ở đây tôi phá hết. Tôi là tôi lại lắm. Tôi không phải người bình thường. Mấy người hên là vô đây là có cái gì đó. Chứ tôi không có hên đâu. Nhưng phá nhà nó. Cây. Rình này khá kỳ lạ.